Khoan đi, nghỉ đi, nghỉ đi. Nghỉ đi. Chưa cái gì mà nhao nhao lên em là cũng đòi phá, ai phá nổi như hết. Mở đèn lên giùm em xin đi ạ. Mở đèn lên giùm em, để em nhìn mặt em dễ dàng. Ủa gì hả? Mở đèn lên giùm em đi ạ. Em thú thật, ở giờ cái này mà giao vô tay mấy bạn ở dưới là mấy bạn phá banh thành không còn gì cả. Em xin mời 4 người giám khảo đi, em tin ban giám khảo lắm luôn á. Dạ, em mời ban giám khảo dời gót lên trên đây giúp em phá nang tan nát 10 cái cục này giùm em. Em nhớ em chỉ cho giám khảo cách phá nha. Giám khảo biết đây là cục gì không? Chắc là không biết cục gì đâu, đúng không? Đó, rồi, lần này thì các bạn khán giả cũng đã bình tĩnh dần hơn rồi. Dạ, em xin mời các giám khảo vào vị trí. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ nghe theo yêu cầu của bạn thí sinh, chúng ta sẽ hỗ trợ. Dạ, mình cứ cầm tụi bít là mình xay xay cháo lên tùm lum à. Miễn sao cho cái bốn cái mảng đó không còn là bốn những cái mảng đó không còn cùng một màu. Dạ. Ok, và thời gian 1 phút dành cho giám khảo để phá. Giám khảo làm không xong phạt. Cho em vài nét nhạc để giám khảo có động lực phá cho nó khó. Khó nha, phải khó nha. Tức mình cứ xây hoài thôi, khi nào mình thấy thì cảm thấy rằng nó không còn dính cái mặt. À, đề nghị bộ phận quay phim chúng ta đừng lấy cận cảnh chỗ Vicky Nhung nhé. Sao em phá mà rồi nó về cái cuốn. IQ của em cũng cao lắm á. Tôi sẽ phá cái cục khó nhất. Cục mỗi ô chúng ta chỉ có 4 cái thôi, 4 màu thôi. Nói thú thiệt quý vị, để mà kiên nhẫn chơi những cái này thì đã từng có một thời gian đây là một bộ môn trí tuệ nhưng vẫn kết hợp thể thao. Sao quay một hồi nó về lại chỗ cũ ta. Các bạn nào muốn lên đây phá chung không? Ban tổ chức nói là không cho sinh viên lên phá lắm. Bên đây còn phá mà ủng hộ gì ở dưới. Tiếp này, đâu phá nữa, đủ chưa? Bên phá thì mang cục này luôn đi, bên thấy nó không có gì thay đổi hết. Gớp ra rồi người ta có làm lợi được đâu. Rồi giám khảo đứng đây luôn. Đứng đây để mình quan sát xem các bạn làm có thật sự trung thực hay không nha. Rồi quý biết đâu nhiều khi bạn dùng những cái mánh khóe gì đó chúng ta không biết thì sao. Ok. Ủa phải sắp theo ý của em nữa hả? Xin được nói lại, đây là một phần trình diễn nha quý vị. Trong vòng 5 phút thời gian sẽ hiển thị ở đây, bạn thực hiện giải những Rubik này trở về những ô đơn sắc như lúc đầu quý vị nha. Dạ, nó có cục vuông nhỏ nè, cục to nè, có cục tam giác nè. Không có cục đồ hình tròn á em? Chắc không có đâu. Ok chưa? Em đã sẵn sàng chưa? Khán giả ơi, nhiệm vụ của chúng ta là bơm thêm năng lượng như nào, vỗ tay được không nào? Và khi nào thì cái đồng hồ này nó chạy? À khi nào em bấm đúng không? 3 2 Làm giùm mình ha. Bắt đầu. Cái gì vậy trời? Chưa được 5 giây. Trời, con này nhiều ô, có vẻ khó hơn rất nhiều nè. Nhắm chơi lại không? Nhắm chơi lại ta không? Một tay quý vị ơi! Bỏ tay còn lại không lấy luôn cục kế bên chơi luôn đi. Ủa thì mà cho khi mà hai tay hai chân thì làm còn được nữa. Ủa hai tay luôn hả? Dằn mặt em suy dễ sợ. Cái gì em ngồi em lót dép em coi chứ em không biết cái trò này luôn á. Rồi cho em cái cục này em ngồi chơi em chỉ gỡ ra như biết chi nhung chưa. Rồi em gắn lại như lúc đầu thì được. Kệ anh nói gì kệ anh nha, tập trung thi đi nha. Thời gian đã trôi qua được 1 phút rồi quý vị, chúng ta còn 4 phút nữa. Khó quá, mình là một tay cho rồi. Căng thẳng lắm nha quý vị. Đã được 5 khối Rubik và thời gian chúng ta vẫn còn dư rất nhiều. Okay.
cái xếp lại còn nhanh hơn lúc mình phá nữa đấy. Vỗ tay được không nào? Gì đấy? Thứ hai phần não của mình ở hai hoạt động khác nhau. Thời gian của chúng ta là 2 phút 15 giây. Thời gian vẫn còn liên tục tăng lên. Nhưng chỉ còn một nửa thôi. Bạn ơi, không thả nha. Chúng tôi không tạo áp lực cho bạn đâu. Chứ không thả, không có gì cả. Dạ, gần xong rồi đó. Bấm dừng đi, bấm dừng đi, bấm đồng hồ dừng đi, hết chưa? Hết 10 cục rồi. Còn nữa hả? Cái này là bonus rồi quý vị, tặng thêm nha. Hết giờ. Không, hết nhiệm vụ chứ mình hết giờ. Quý vị, 3 phút 47 giây. Cái phần khó người ta làm rồi, quay thử đi. Quay cái này quay mà không nổi. Quay thử đi. Thôi mình giữ lại chút hình ảnh đi ha. Quý vị cũng đang theo dõi rất kỹ. Tất cả giám khảo của chúng tôi thấy ở đây cũng rất rõ ràng. Phần thử thách của bạn là 10 khối Rubik trong thời gian 5 phút. Và viên Rubik cuối cùng là viên thứ 11. Và đặc biệt chúng ta thấy không phải là từ hai tay mà bạn làm nên 10 khối Rubik hoàn chỉnh như thế này với những phần thể hiện khác nhau. Đây quả thật là một tài năng. Nếu các bạn cũng giống như tôi, công nhận năng lực của bạn, hãy vỗ tay cho thí sinh. Cảm ơn bạn, cảm ơn giám khảo.